Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Sau đây cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 1 chúng ta luyện đọc sách giáo khoa tuần 21. Bài Vần Uyên Uyết, sách giáo khoa trang 96-97. Trong bài ngày hôm nay các con lưu ý đọc đúng các cái vần tròn môi, đó là vần Uyên, vần Uyết. Các tiếng có chứa vần Uyên và vần Uyết. Các con đọc bài theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Sau đây thì cô sẽ đọc bài trước cho các con lắng nghe để các con rèn luyện đọc bài thật là tốt. In in, u in uin, âm đệm u, âm chính y, âm cuối n. I tờ ít, u ít uít, âm đệm u, âm chính y, âm cuối tờ. Như vậy khi chúng ta làm tròn môi vần in và vần ít thì chúng ta sẽ được các cái vần tròn môi, và vần tròn môi là vần có đầy đủ âm đệm, âm chính và âm cuối. Tiếp theo các con lắng nghe cô đọc các tiếng có chứa các vần tròn môi chúng ta vừa học. Xoắn suýt, quấn quýt, suýt xoát, suýt xoát, xe buýt, quả quýt, tu huyết, màn tuyên, xoắn suýt lấy nhau. Khi các con đọc bài thì các con có thể đọc theo cách đọc trơn, còn nếu chưa đọc trơn được thì các con hãy đọc theo cách đánh vần. Các con đánh vần từ âm chính với âm cuối, sau đó các con đánh vần tiếp từ âm đệm và các con ráp tiếp từ âm đầu. Ví dụ như từ xoắn suýt chúng ta đọc theo cách đánh vần như sau: á n ăn, o ăn oan, sờ oan xoăn, xoăn sắc xoắn. Y tờ ít, u ít uýt, sờ uýt suýt, suýt sắc suýt, xoắn suýt. Tương tự như vậy thì các con cũng đọc tiếp các từ tiếp theo. Nếu các con chưa đọc được thì các con sẽ đánh vần để đọc tới khi nào các con có thể nhớ và đọc trôi được, đọc trơn được thì thôi. Các con sẽ chuyển sang đọc trang 97. Trang 97 các con cũng đọc theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Các con lắng nghe cô đọc bài trước một lần. Ăn quýt, ăn quỵt, suýt chó, suýt chó, trên xe buýt, bé Nguyên đi xe buýt, nó luôn thò đầu ra ngoài, ba nó nhắc hoài, chớ thò đầu ra ngoài, nhỡ cành cây quẹt vào, hay gió cuốn bay mất mũ. Vậy mà bé Nguyên vẫn quên, cứ thò đầu ra ngoài. Lần này ba nó nhấc lấy mũ, giấu đi. Ba đã bảo mất mũ mà. Bé Nguyên tin là thật, hòa lên hu hu, ba nó dỗ. Bé nhắm mắt lại, huýt sáo là mũ quay về liền. Bé Nguyên nhắm mắt, huýt sáo rõ to, tự nhiên mũ đã ở trên đầu, nó khoái quá. Hàng thịt nguýt hàng cá. Vừa rồi thì cô vừa hướng dẫn cho các con đọc sách giáo khoa trang 96 và 97, bài Vần Uyên và Vần Uyết. Các con chú ý luyện đọc chăm chỉ, đọc nhiều lần để chúng ta phát âm đúng vần tròn môi, vần uyên và vần uyết. Các tiếng có chứa vần tròn môi, vần uyên và vần uyết. Chúc các con đọc bài và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các con.